Mặt trời có thể sưởi ấm và cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin D, nhưng nó cũng ẩn chứa những tác hại vô hình. Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp làn da của bạn tươi trẻ hơn, ngăn ngừa tổn thương da hoặc ung thư da. Và bí quyết đơn giản nhất nhưng mang lại hiệu quả cao chính là luôn mang theo tuyết kem chống nắng trong túi sách. Kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Correct là một trong những hãng dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp, là chân ái của các cô nàng có da dầu, hỗn hợp thiên dầu, da nhạy cảm, da mụn. Hãy cùng shop mình tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. kem chống nắng La Roche Posay, Anhelios Soy Correct Photocorrect Correction Daily Gel Cream 50 ml là kem chống nắng giúp ngăn ngừa mụn và kiểm soát bóng nhờn có khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da toàn diện trước tác hại của tia UVA, UVB, kết cấu sản phẩm dạng gel gốc không dầu thẩm thấu nhanh và không gây nhờn rít, không để lại vệt trắng da, đặc biệt giúp kiểm soát bóng nhờn và hạn chế mụn hoàn hảo. Bên cạnh đó, với bộ đôi hoạt chất săn Isilic Acid và Niacinamide giúp giảm các vết thâm do mụn để lại, ngăn ngừa các vết nám và đốm nâu do ánh nắng mặt trời gây nên hỗ trợ kháng viêm ngăn ngừa mụn tái phát hiệu quả. Ngoài ra, loại này còn có khả năng chống tia cực tím rất cao, giúp bảo vệ làn da vô cùng tốt. Đặc biệt là giúp kiểm soát dầu nhờn tới 80% mang tới cho bạn một cảm giác sạch, khô ráo, nên chị em cứ yên tâm và tin dùng nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.